Xin chào, trong cuộc sống này, tiramisu vẫn đang tràn ngập và bủa vây chúng ta. Một khảo sát cho thấy có khoảng 12 triệu người Mỹ, tương đương 4% dân số, tin vào tiramisu và cho rằng lịch sử loài người đã và đang bị những sinh vật người ngoài hành tinh trông giống như thằn lằn thống trị. Những sinh vật khổng lồ này tới trái đất bằng chiêu UFO, hóa thân thành những tầng lớp lãnh đạo với mục đích biến loài người thành nô lệ. Những con thằn lằn trá hình này là vô số các vua chúa trong quá khứ, tiếp nối bằng những tầng lớp tinh hoa, tư sản giàu có và quyền lực thời hiện đại như nữ hoàng Anh, Obama, Madonna, Katy Perry, Justin Bieber và cựu tổng thống Trump. Rõ ràng với người Việt chúng ta, thuyết âm mưu này có vẻ ngớ ngẩn. Nhưng chúng ta lại tin rằng việc Bill Gates lập ra quỹ từ thiện hàng trăm tỷ đô để trốn thuế, hoặc ông ta đã độc ác mang người châu Phi ra làm vật thí nghiệm cho các loại thuốc mà ông ta đang đứng sau tài trợ. Thế nhưng, người Mỹ thì ít tin vào cái thuyết âm mưu này. Họ cho rằng nó thật buồn cười. Hay khi Covid bùng nổ, người ta từng tin rằng chính cột sóng điện thoại 3G, 4G đã tạo ra môi trường để lan truyền Covid. Ít nhất 70 tháp sóng này đã bị đập phá và hủy hoại. Với người Việt thì lại cũng là một niềm tin mù quáng, nhưng người Anh thì lại cực kỳ tin vào nó, và đây lại cũng là một thuyết âm mưu. Vậy thuyết âm mưu là gì? Tại sao đôi khi thông tin về nó rất ngớ ngẩn, phi logic, phi khoa học mà vẫn có nhiều người tin? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong video này các bạn nhé. Trước hết, thuyết âm mưu là gì? Như một số ví dụ trên, có thể các bạn đã hình dung sơ sơ về thuyết âm mưu, và để rõ hơn thì thuyết âm mưu phải bao gồm 3 đặc điểm như sau. Thứ nhất là nó nhắm vào các tổ chức lớn, những con người quyền lực hoặc nổi tiếng và các sự kiện quan trọng. Chúng ta có thể nghĩ ngay đến rất nhiều ví dụ như vụ ám sát Tổng thống Kennedy được cho rằng do CIA đứng sau, Bill Gates lấy mác từ thiện để trốn thuế và thực hiện nghiên cứu cho các công ty dược phẩm của ông ta. Vụ 11 tháng 9 được sắp xếp bởi chính phủ Mỹ, hay thế giới được chi phối bởi con thằn lằn hoặc tổ chức Illuminati. Như vậy chúng ta thấy, thuyết âm mưu thường nhắm vào những đối tượng quan trọng, nổi bật. Đặc điểm thứ hai đó là thuyết âm mưu luôn chứa đựng các kế hoạch bí mật, dã tâm hoặc mục đích xấu xa nào đó. Ví dụ như ông Bill Gates được cho là làm từ thiện để trốn thuế, thử nghiệm vaccine để kiếm lợi nhuận, rõ ràng là lợi ích rất lớn. CIA được cho là ám sát Tổng thống để thay đổi quyền lực của nước Mỹ, hay tổ chức Illuminati đã chi phối thế giới để kiểm soát các quốc gia. Các lãnh đạo các nước sẽ phải tuân lệnh tổ chức này, giúp tổ chức này kiếm lợi nhuận, nếu không sẽ bị tiêu diệt. Còn như con Covid được cho là do Trung Quốc tạo ra để tấn công các siêu cường, giảm sức mạnh của các cường quốc này, giúp Trung Quốc vươn lên để thống trị thế giới. Như vậy thì hầu hết các thuyết âm mưu đều chứa đựng âm mưu vô cùng đáng sợ phía sau. Và đặc điểm thứ ba đó là các thuyết âm mưu đều chứa những thông tin không đúng sự thật, các tin giả hoặc ít nhất là không được kiểm chứng. Đương nhiên, nếu được kiểm chứng thì nó là sự thật, chứ đâu còn gọi là thuyết âm mưu nữa. Như trong cuộc bầu cử của Mỹ, những người ủng hộ ông Trump đã lan truyền nhiều thông tin không đúng sự thật như ba chủ tịch hạ viện trốn khỏi Mỹ bị bắt ở biên giới Canada, cả một mạng lưới đảng Dân Chủ lẫn Giáo Hoàng đều phạm tội dâm, quân đội thề trung thành với Trump và sẽ không đảo chính, Biden thật đã bị tống vào tù, còn Trump sẽ giả trang Biden tiếp tục lãnh đạo. Ông Trump gửi ông Biden một cái thư vỏn vẹn mấy chữ: ông biết là tôi thắng mà. Kể cả các báo lớn cũng không tránh được tin giả. Sau khi đăng hàng loạt tin sai lệch về máy chủ Dominion và đối mặt với khả năng bị kiện, thì American Thinker đã phải chính thức xin lỗi. Những hãng lớn như Fox News và Newsmax cũng phải nhanh chóng đi chính. Tin giả có tốc độ lây truyền nhanh gấp 6 lần tin thật. Các tin giả về chính trị cũng lan truyền nhanh hơn các tin giả khác. Ví dụ, tin giả bố ông Trump là thành viên của tổ chức phân biệt chủng tộc KKK là một trong những tin khủng được đọc tới hàng triệu lần trên Facebook. Kỳ lạ hơn là trong khi chúng ta thường nhất trí cho rằng các tin tức trên mạng xã hội không đáng tin, nhưng dù ý thức rõ như vậy, chúng ta vẫn có xu hướng lấy thông tin trên mạng xã hội và bị ảnh hưởng sâu sắc bởi mạng xã hội. Điều này hệt như chúng ta biết hút thuốc là có hại, nhưng ta vẫn tiếp tục hút và để cơ thể mang bệnh. Vậy điều gì đã khiến người ta tạo ra các thuyết âm mưu? Câu trả lời thực ra khá phức tạp. Có rất nhiều lý do để khiến các thuyết âm mưu được hình thành, nhưng thường thì nó sẽ bao gồm các lý do sau. Thứ nhất là thuyết âm mưu được tạo ra để công kích đối phương. Ví dụ như trong cuộc tranh cãi trong bầu cử Mỹ, hoặc thuyết âm mưu vũ khí sinh học Covid để đổ tội cho Trung Quốc. Thứ hai, để giải mã những bí ẩn còn chưa được làm rõ.
Ví dụ vụ máy bay MH370 mất tích, có Theramil cho rằng nó bị người ngoài hành tinh bắt cóc để nghiên cứu về con người, chuẩn bị cho một cuộc tấn công. Thứ ba là để câu like, câu view kiếm tiền. Có thể các bạn không biết, nghề sáng tạo Theramil cũng kiếm được rất nhiều tiền. Vì đa phần Theramil rất thú vị và được nhiều người quan tâm, cho nên những nội dung này sẽ mang lại nhiều view, nhiều bình luận, sẽ trở thành chủ đề hot và nhờ vậy sẽ mang đến nhiều tiền hơn. Nó cũng tương tự như viết tiểu thuyết vậy. Và cuối cùng là Theramil được tạo ra với mục đích khác, thậm chí chỉ đơn giản là để dắt mũi dư luận cho vui. Tóm lại, xã hội càng phức tạp thì càng nhiều Theramil được sáng tạo ra. Và để tránh bị dắt mũi hoặc để người ta lợi dụng, chúng ta hãy cố gắng sống dựa vào khoa học, dựa vào những thông tin rõ ràng có bằng chứng chính xác, thay vì tin vào những cái thuyết âm mưu để rồi mất niềm tin vào cuộc sống, hoặc thậm chí là tổn hại sức khỏe như tin rằng vaccine bị Trung Quốc đầu độc nên thà chết cũng không chịu tiêm. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại!